Cảm ơn Chúa vì chúng ta có những giờ phút phước hạnh để chúng ta nhìn lại việc Chúa làm trên hội thánh của Chúa trong 38 năm. Có một số người gặp tôi sau đó và nói rằng không ngờ là mục sư đã thành lập hội thánh tại đây và đã hầu việc Chúa tại đây trong 38 năm qua. Đây là việc cũng rất đặc biệt vì sự tổ chức của các hệ phái khác thì nhiệm kỳ của mục sư tối đa là 4 năm. Sau đó hội thánh mà có lưu lại thì sẽ được ở, còn không hội thánh biểu quyết dời đi thì mục sư đó cũng phải đi chỗ khác. Baptist của chúng ta thì khác. Đó là Chúa ngày ban ơn cho đến khi chúng ta hầu việc Chúa cho đến chừng chúng ta thấy sự dẫn dắt của Chúa đi đến nơi khác. Không phải tổ chức của giáo hội hay là sự sai phái của giáo hội, nhưng mà chúng ta nhận sự sai phái trực tiếp từ nơi Chúa. Và tôi tin rằng Chúa, Ngài đã sai phái và thành lập hội thánh của Chúa ở tại đây. Và cảm ơn Chúa, Ngài luôn hành động làm việc với chúng tôi. Và anh chị em là những người, những gia đình đầu tiên của VBC Houston. Chúng ta đã cùng nhau chứng kiến 38 năm history, câu chuyện của Ngài đã làm trên hội thánh của Chúa và sự ngự hội thánh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, với lòng biết ơn Chúa và để đẩy mạnh công việc nhà Chúa, chúng tôi mời anh chị em chúng ta sẽ cùng học một chủ đề mới. Chủ đề này rất quan trọng để giúp cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống mà chúng ta đang kinh nghiệm trong thế giới vật thể ở tại đây của chúng ta, thì chúng ta biết rằng có một thế giới khác được gọi là linh giới và luôn luôn san sát và làm việc chung quanh những gì mà mắt của chúng ta thấy được trong cuộc sống hàng ngày. Về lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có sự hiện diện của linh giới. Trong đó chúng ta biết rằng có Satan, các quỷ dữ, là kẻ đã đến trần gian này vì bị Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng. Nó đến, và công việc mà Chúa Giê-xu cô động là để cho chúng ta biết nó đến để cướp giết và hủy diệt. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa Giê-xu Ngài đến để chúng ta được sự sống và được sự sống sung mãn. Buổi sáng hôm nay và trong những tuần sắp đến, cảm ơn Chúa, chúng ta xin Chúa Ngài vén cái màn của linh giới để mắt của chúng ta có thể thấy, để chúng ta có thể nhận biết rằng chúng ta đang ở trong một cuộc chiến. Cuộc chiến giữa nước sự sáng của Chúa và thế giới tối tăm, giữa Đức Chúa Trời và Satan và các quỷ của nó. Và chúng ta biết rằng Chúa đã đắc thắng và Ngài ban cho chúng ta sự thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà chúng ta cần phải biết chúng ta đang ở trong trận chiến. Bằng không thì chúng ta nghĩ rằng mình đang đi du lịch, mình đang đi nhà thờ, chơi trò chơi đi nhà thờ. Không, anh chị em, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến rất khốc liệt. Mà mỗi ngày chúng ta thấy gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, công việc làm ăn của chúng ta, vương quốc của Đức Chúa Trời đang đối diện với một sự tấn công khốc liệt của nước tối tăm. Nếu chúng ta không có sự trang bị và không biết thì chúng ta sẽ là mồi ngon cho ma quỷ. Và chúng ta thấy điều đó được xảy ra ở trong cuộc sống của rất là nhiều người. Có những người đã vì thiếu sự hiểu biết, trước đây là những người vững vàng hầu việc Chúa, bây giờ họ đã rơi rớt bên lề. Và nhiều khi chúng ta cũng không còn thấy đời sống của họ và gia đình của họ được phước nữa. Bởi vì vì một lý do nào đó, chúng ta quên rằng mình đang ở trong chiến trận. Nên rất là quan trọng để chúng ta nhận biết điều đó. Ê-phê-sô chương 6 câu 10 cho đến câu số 18, lời của Chúa dạy: sau cùng, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà đối phó với những mưu trước của ác quỷ. Vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này và những quyền lực
của tà linh ở trên trời. Vậy, hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đối phó ở trong ngày lâm trận. Và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, mang giải trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền tin mừng hòa bình. Ngoài ra, hãy cầm lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin, anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Câu 18, hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Đức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Lời của Chúa cho chúng ta biết ở tại đây, đã có một trận chiến diễn ra mà chúng ta không phải đánh với thịt và huyết, tức là những con người mà chúng ta thấy trước mắt chúng ta, không phải vợ, không phải chồng của mình, không phải là giám đốc của công ty của mình, hay là luôn cả chính quyền nhà nước. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta chiến trận với một lực lượng vô hình. Và lời của Chúa cho chúng ta thấy tới đây những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm của thế gian này và những quyền lực của các tà linh ở trên trời. Như vậy, chúng ta thấy rằng có một trận chiến diễn ra. Và đây thuộc về linh giới. Để chúng ta thấy rằng trong lúc chúng ta đang sinh sống hoạt động, có một trận chiến đang diễn ra ở trong linh giới. Và chúng ta là của chiến lợi phẩm. Mỗi anh chị em là của chiến lợi phẩm, mà bên nào thắng sẽ cầm giữ chúng ta. Nhớ, mục tiêu của trận chiến này là ai thắng thì để có thể cầm giữ chúng ta, vì chúng ta là chiến lợi phẩm. Cảm ơn Chúa, chúng ta không run sợ vì Chúa của chúng ta là đấng đã thắng rồi. Và Ngài giao cho chúng ta những trận chiến nhỏ nhỏ này để chúng ta dọn dẹp chiến trường. Cho nên chúng ta cần đứng từ trong vị trí của người đắc thắng mà chúng ta chiến trận. Vì vũ khí mà chúng ta sử dụng không phải thuộc về đời này, nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, vì vũ khí của chiến trận này không phải là bom tấn, không phải bom nguyên tử, không phải là súng máy cũng như súng lục, không phải là gươm giáo, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là gươm của Thánh Linh. Và quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong con cái của Ngài để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Khi nói về thế giới linh, nói về chiến trận thuộc linh, thì hội thánh của Chúa vấp phải hai cái thái cực. Thứ nhất đó là chúng ta nhấn mạnh quá mức về sự siêu nhiên. Chúng ta thấy bụi cây nào cũng có quỷ ở trong đó, và cái gì chúng ta cũng thấy linh ở trong đó. Anh chị em có, nhưng mà chúng ta đừng quá nhấn mạnh về nó. Nhiều khi chúng ta thấy những việc đang xảy ra, thí dụ như một tai nạn xe xảy ra, thì chúng ta đổ thừa là ma quỷ nó làm việc, trong khi bởi vì chúng ta bất cẩn. Hay là chúng ta thi rớt, ở trong kỳ thi chúng ta đổ thừa là ma quỷ nó làm cho mình rớt, trong khi đó mình không chịu học bài để chuẩn bị cho kỳ thi. Một cực đoan khác đó là thiếu nhấn mạnh về việc siêu nhiên. Và ngày hôm nay hội thánh của Chúa ở các nước Tây Phương đã bị rơi vào, và nhiều con cái của Chúa đang ngủ mê ở trong thái độ đó là họ nghi ngờ về linh giới. Ngày hôm nay có những giáo hội người ta dạy rằng không có quỷ nào hết á. Ở trong thời của Chúa Giêsu người ta bị bệnh thần kinh đó, rồi người ta đổ nó là quỷ, và người ta dạy cho tín đồ như vậy. Nan đề đó là họ nói quỷ không có thật, nhưng mà con cái của Chúa, những tín đồ trong các hệ phái đó bước ra khỏi nhà thờ,
bước ra khỏi nhà của mình, mỗi buổi sáng thức dậy thì gặp những con quỷ thật ở trong đời sống của họ. Cho nên chúng ta thấy hội thánh bị đánh và bại, có nhiều khi đo ván và không có một cái sức gì để chống đối, chống trả lại. Trong khi Chúa thì Ngài ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Trong loạt bài này chúng ta sẽ cùng học biết những điều Kinh Thánh nói về linh giới. Và chúng ta có thể thấy được một cách rất là rõ ràng. Có câu chuyện ở trong Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy được mục tiêu của bài học hôm nay, chiến trận thuộc linh. Những điều chúng ta khám phá, nó có liên quan đến đời sống cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta có thể thấy được sự đắc thắng bởi vì Chúa đứng về phía của chúng ta. Nếu anh chị em đang chiến trận với quyền lực thống trị các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này, thì chúng ta hãy nhớ một điều rất là quan trọng. Điều đầu tiên mà tôi muốn nhắn gửi với anh chị em, đó là những gì mắt bạn thấy không phải là tất cả. Có những điều chúng ta thấy nó đang diễn ra trước mắt của chúng ta nghĩ rằng đó là tất cả. Không chị em, còn phía sau của nó trong linh giới có những việc mà chúng ta cần phải biết. Một linh giới rất thật xung quanh chúng ta. Thế giới thuộc linh rất là thật, và nó mạnh mẽ hơn những gì đang diễn ra trong thế giới vật thể của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ học về công tác của Đức Thánh Linh làm việc trên hội thánh của Chúa, để chúng ta cũng có thể thấy được quyền năng của Chúa yểm trợ, hậu thuẫn chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong những tuần tới. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để mắt của chúng ta sẽ thấy rằng những gì mắt trần của chúng ta đang nhìn không phải là tất cả. Chúa Ngài vén màn cho chúng ta thấy rằng có một thế giới đang hiện hữu nhưng mà vô hình, để chúng ta có được một con mắt, một nhãn quan được Chúa Ngài ban phước để chúng ta có thể thấy được. Nếu chúng ta đang ở trong giữa trận chiến, điều thứ nhì mà chúng tôi muốn nhắc nhở anh chị em, đó là chúng ta không đơn độc trong trận chiến của mình. Nhớ như vậy. Chúng ta có tham chiến đó, nhưng mà chúng ta không đánh một mình. Vì có một sự sắp đặt của Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng. Có một câu chuyện ghi lại cho chúng ta ở trong các vua thứ nhì. Vốn là vua Aram cho một đội quân hùng hậu ban đêm đến dây thành Đô Thang, vì ông biết rằng tại đó có người của Đức Chúa Trời là tiên tri Elise đang ở tại đó. Ông tức giận bởi vì tiên tri Elise đã nhận được những tin tức từ Đức Chúa Trời trong ơn tiên tri của ông, mà ông báo cho vua Israel biết những chiến lược cũng như những công việc mà vua Aram đang muốn tấn công dân Israel. Aram muốn đóng quân ở tại đâu, tiên tri Elise báo tin cho vua Israel biết và họ đã tránh chỗ đó. Đến một lúc, ông gọi những tướng lãnh của mình đến và vua Aram nói rằng: ai trong các ngươi đã đi báo cho Israel biết về chiến lược của ta? Họ trả lời, họ nói rằng: chúng tôi nào làm việc đó, nhưng mà trong nước của Israel có người của Đức Chúa Trời, là người mà những việc vua nghĩ ở trong phòng ngủ của mình ông cũng biết để báo cho vua Israel. Một lần nữa chúng ta thấy sự hiện diện của thế giới vô hình. Thánh Linh của Chúa, thần mặc khải của Chúa làm việc ở trên tiên tri Elise, để những gì mà vua Aram bàn thảo ở trong phòng ngủ của mình cũng được bày ra ánh sáng. Thì ơn đó đã được sử dụng. Ông tức giận và ông sai một đội quân hùng hậu ban đêm đến vây thành Đô Thang để bắt cho bằng được người đã báo tin cho vua Israel, đó là tiên tri Elise. Các vua thứ nhì chương 6 câu 15 đến 17 nói: đầy tớ
của người của Đức Chúa Trời dậy sớm và đi ra ngoài, thì thấy quân lính với ngựa và xe đang bao quanh. Anh ta nói với Elise: Thầy ơi, chúng ta làm sao đây? Ông bảo: Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Rồi Elise cầu nguyện: Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ con để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elise. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Trời Ngài mở mắt cho người đầy tớ này, Ngài vén màn, thì người đầy tớ này đã thấy những điều mà Chúa cũng cho tiên tri Elise thấy. Và tôi muốn nhắc nhở anh chị em, bạn không đơn độc trong trận chiến của mình, vì có sự hiện diện của các đạo quân của Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và Đức Chúa Trời đứng về phía của chúng ta. Cho nên là tại đây, xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được điều mà đầy tớ của tiên tri Elise đã thấy. Mắt thường ông nhìn thì ông thấy rằng bao nhiêu quân lính đang vây lấy chỗ mà tiên tri Elise và ông đang ở. Nhìn theo mắt thường thì ông bối rối và nói rằng: Thầy ơi, chúng ta phải làm sao đây? Và tôi tin rằng người của Chúa vững vàng, không nao núng, vì ông biết ông không đơn độc ở trong hoàn cảnh đó. Ông là người của Chúa, ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, và Chúa sai phái ông đi để ông có thể rao lời của Chúa cho dân sự, thì Ngài cũng sẽ hậu thuẫn ông. Cho nên Chúa Ngài đã điều động một quân đội thuộc về thiên đàng mà mắt thường không thấy được. Lời của Chúa cho chúng ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa bao chung quanh Elise. Cảm ơn Chúa. Thực tại của thế giới linh dạy chúng ta rất là nhiều điều để chúng ta có thể học. Và những nguyên tắc quan trọng này liên quan đến sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta cần nhớ, thứ nhất là chúng ta không đơn độc ở trong trận chiến. Thứ hai là lời cầu nguyện của bạn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn biết. Chúa ban cho con người chúng ta một cái đặc ân và một cái sức mạnh hết sức là lớn lao. Đó là sự cầu nguyện. Có người nói sự cầu nguyện mạnh sức bằng với sức quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài đưa tay ra Ngài hành động, thì tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ làm việc, bởi vì Ngài đáp lời cầu nguyện của con dân của Ngài. Đáng tiếc là ngày hôm nay, nhiều con cái của Chúa, nhiều hội thánh đã quên đi sức mạnh của sự cầu nguyện. Chúng ta than phiền, chúng ta chỉ trích, chúng ta nói hành nói tỏi, hơn là chúng ta lấy thẩm quyền Chúa Ngài ban cho để chúng ta cầu nguyện. Không phải cầu nguyện để chúng ta nhận sự đắc thắng, nhưng mà chúng ta cầu nguyện từ vị trí đắc thắng của mình để chúng ta giải quyết vấn đề, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. Và đây là điều hết sức là quan trọng. Xin Chúa cho để ngày hôm nay và những ngày sắp đến, chúng ta được Chúa Ngài làm mới lại trong chúng ta một tinh thần cầu nguyện. Cầu nguyện như các đầy tớ của Chúa đã cầu nguyện. Khi Giô-suê đánh trận ở trong trũng, thì Mô-sê, U-rơ, A-rôn đứng ở trên nóng. Và khi tay của Mô-sê đưa lên thì dân Israel thắng, đội quân của Israel thắng. Nhưng tay ông mỏi, ông sùi tay xuống thì dân Amalek thắng. Sức mạnh của sự cầu nguyện hết sức là quan trọng. Và xin Chúa Ngài làm mới lại để chúng ta sẽ trở nên những người chúng ta quyết định những việc ở trên trần gian này bằng thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Khi nãy ban hát dẫn, tôi yêu cầu hướng dẫn chúng ta một bài hát mà chúng tôi chưa dịch kịp. Đó là bài You Are My Champion. Chúa là đấng đắc thắng của chúng con. Lời của bài hát trong câu đầu nói rằng đã tốn rất là nhiều thời gian để con nhận biết
một điều, đó là Chúa Ngài muốn sử dụng con để chuyên chở sự đắc thắng của Ngài. Trong khi con thì không thấy điều đó về chính mình, thì Chúa Ngài đã ban cho con thẩm quyền để con có thể kinh nghiệm được công việc của Chúa làm xuyên qua đời sống của con. Rằng khi con mở miệng ra thì phép lạ xảy ra. Khi con công bố thì việc sẽ thành. Bởi vì Chúa hậu thuẫn, và khi Ngài bởi lời cầu nguyện và công bố của chúng ta Ngài đứng dậy, thì không có một trận chiến nào là Chúa thua cả. Đáng tiếc là hội thánh của Chúa nhiều người không biết mình có thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ban cho. Hoặc là chúng ta sử dụng cái thẩm quyền Chúa Ngài ban cho một cách sai lầm. Thay vì chúng ta đánh quân thù thì chúng ta lại đánh nhau. Ở trong chiến tranh có một danh từ của tiếng Anh, đó là friendly fire. Tức là lính bắn nhầm anh em của mình. Hay là người đầy lô gọi mà không có chính xác, thì chiến đấu cơ đã đến dội bơm ngay cái chỗ của anh em của mình đang đứng, hay vị trí cái chốt đó. Đó là điều rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi chính xác tấn công và tập trung trong chiến trận, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể giải quyết được, và những ngăn trở được dời đi, việc được giải quyết ở trong linh giới, để rồi chúng ta sẽ thấy sự đắc thắng thể hiện ra trong thế giới vật thể của chúng ta. Rất là quan trọng để chúng ta thấy điều này. Một điều khác liên quan đến sự cầu nguyện của chúng ta, đó là chúng ta cần được nhắc nhở lời cầu nguyện chúng ta mạnh hơn so với những gì chúng ta biết. Sách Daniel ghi lại cho chúng ta một câu chuyện khác liên quan đến sự cầu nguyện. Daniel, ông đọc lời của Chúa qua lời tiên tri của Jeremiah. Biết rằng dân sự của Chúa sẽ ở trong sự lưu đày lên đến 70 năm. Và khi ông biết rằng cái số 70 năm sắp đến, ông đã cầu nguyện xin Chúa Ngài cho ông biết về tương lai của dân sự của Chúa. Ông hạ mình xuống, ông cầu nguyện. Nhưng mà 21 ngày trôi qua, Daniel cảm thấy rằng không có việc gì xảy ra. Cho đến khi một thiên sứ của Chúa là Gabriel mang sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel. Thiên sứ của Chúa cho biết điều đã và đang xảy ra trong thế giới vô hình. Xin chúng ta cùng xem Daniel chương 10 câu 12 đến 14. Người bảo tôi: hỡi Daniel, đừng sợ. Ngay từ ngày đầu, ngươi đã hết lòng tìm hiểu và tự hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời ngươi, nên Ngài đã nghe những lời của ngươi, và chính vì những lời ấy mà ta đã đến. Câu số 13: thủ lĩnh của các vua Ba Tư đã ngăn trở ta trong 21 ngày, nhưng Micael, một trong các thiên sứ trưởng, đã đến để giúp đỡ ta, và ta ở tại đó bên cạnh các vua Ba Tư. Bây giờ ta đến để giúp ngươi hiểu việc gì sẽ xảy đến cho dân ngươi trong những ngày cuối cùng, vì đây là khải tượng liên quan đến những ngày sắp đến. 21 ngày Daniel ông cầu nguyện và thấy dường như không có chuyện gì xảy ra. Và đúng, ở trong cái ánh mắt, ở trong cái thế giới vật thể của chúng ta, ông không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi thiên sứ Gabriel đến và vén cái bức màn cho ông thấy được, thì bên kia của thế giới vô hình, linh giới, có một cuộc chiến đang diễn ra cho việc Đức Chúa Trời sai tiếng phán của Ngài, lời của Ngài đến cho Daniel vì ông đã cầu xin. Ông tưởng 21 ngày trôi qua, lời cầu nguyện của ông không thấu gì đến thiên đàng. Mà Gabriel cho Daniel biết rằng ngay từ ngày đầu, không phải ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, đến ngày 20 hay là đến ngày 21, nhưng mà ngay từ ngày đầu, Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Daniel và Ngài sai Gabriel đi đến để mang sự đáp lời. Đây là việc liên quan đến tuyển dân của Chúa một đất nước, việc rất là quan trọng. Gabriel được sai đến. Mà trên đường đi đến và đến trên
Chúng ta có thể hình dung trên bầu trời của nước Ba Tư thì Thiên sứ Gabriel đối diện với vua của nước Ba Tư. Mà Thiên sứ thì không, chắc chắn là không có đánh trận với ông vua bằng xương, bằng máu thịt. Và tại đây là hình ảnh của những linh đã được cắt đặt để đến và cai trị ở trên đất nước Ba Tư này. Thiên sứ của Chúa đối diện với trận chiến này và đánh trận với vua của Ba Tư suốt ở trong nhiều ngày. Không đi được để đến mà bày tỏ ý của Đức Chúa Trời cho Daniel, mang sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel. Cho đến khi có sự tiếp diện của Michael là một thiên sứ trưởng khác của Chúa. Và đây là một tướng lãnh của các thiên sứ của Đức Chúa Trời về quân đội, về quân sự. Gabriel là sứ ngôn nhân của thiên đàng. Chúng ta thấy đã đến với Mary, đã đến với Joseph. Gabriel mang tin tức đến cho những người mà Chúa Ngài muốn đem lời của Ngài đến cho họ. Michael là thiên sứ của chiến trận. Và chúng ta thấy đây khi Michael đến thì trận chiến vẫn tiếp tục xảy ra. Nhưng bây giờ thì Gabriel có thể đi và mang sự đáp lời của Chúa đến cho Daniel. Cho nên anh chị em, đừng để cho ma quỷ nó làm cho chúng ta nghi ngờ sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa hành động. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa đáp lời. Đừng để cho cái việc sự đáp lời của Chúa đến với chúng ta theo định nghĩa của chúng ta là đến trễ, đến muộn, làm cho chúng ta chán nản. Mà nhớ một điều, đó là Đức Chúa Trời luôn đáp lời cầu nguyện. Trong trường hợp của Daniel tới đây, ông cầu nguyện ngày thứ nhất thì Chúa Ngài đã nghe rồi, Ngài đã đưa sự đáp lời của Ngài đến rồi. Nhưng mà có sự ngăn trở diễn ra mà mắt thường Daniel không thấy. Cho nên tôi muốn nhắc nhở anh chị em là hãy nhớ sự Chúa đáp lời có thể gặp sự ngăn trở khi thế giới tối tăm ngăn trở, nhất là những việc liên quan đến những việc lớn đại sự. Vì sao Satan biết dân sự của Chúa mà biết được ý muốn của Đức Chúa Trời và những việc liên quan đến những ngày tương lai thì họ sẽ vững vàng. Họ sẽ trở về quê hương như lời của Chúa hứa. Họ sẽ xây dựng lại đền thờ Jerusalem. Họ sẽ được Chúa Ngài sử dụng để chuẩn bị làm một dân tộc để Chúa có thể Giê-xu được sanh ra làm người. Và Chúa Ngài muốn sử dụng họ cho những công việc lớn lao của Chúa. Satan biết điều đó, cho nên nó tìm đủ một cách để ngăn trở. Anh chị em, có những điều chúng ta cầu nguyện, xin ý của Chúa, xin sự hướng dẫn của Chúa, mở mang công việc của Chúa, thì chúng ta cần nhớ và biết chắc một điều: ma quỷ không muốn chúng ta nhận được sự đáp lời bao giờ. Nó biết rằng khi chúng ta nhận được sự đáp lời từ nơi Chúa và chúng ta biết tương lai của mình thì nó sẽ thất bại. Anh chị em, giả định như tôi có một tin tức bí mật biết được và báo cho ai đó trong chúng ta là tối hôm nay vào lúc 12 giờ sẽ có ăn trộm vô nhà của anh chị em. Anh chị em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thức canh phải không? Có ai nói rằng, ôi chuyện sư nói tôi cứ đi ngủ, ngủ thẳng cẳng đi. Thì nó sẽ vô, nó ẩm hết. Chúng ta biết những tin tức từ thiên đàng để chúng ta có thể đối phó. Và ơn của Chúa có thể ban cho chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự hướng dẫn từ nơi Chúa và chúng ta biết những việc ở trong linh giới. 21 ngày, 3 tuần lễ không phải là ngắn. Có những điều chúng ta cầu nguyện. Chúng ta thấy dường như thiên đàng yên lặng. Chúa ơi, Chúa còn ở đó không? Chúa ơi, tại sao không nghe động tĩnh gì từ thiên đàng hết? Qua câu chuyện này, có thể giúp cho chúng ta thấy một phần nào. Có thể sự đáp lời của Chúa đang đến, nhưng có sự ngăn trở của thế giới tối tăm.
chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà thời gian mà chúng ta chờ đợi, chúng ta biết rằng có thể có những ngăn trở, cho nên chúng ta vững tin và biết rằng sức mạnh của sự cầu nguyện của chúng ta lớn hơn chúng ta tưởng và biết. Trên công việc của chúng ta là cứ kiên nhẫn cầu nguyện. Đừng bỏ cuộc, đừng đầu hàng, nhưng sẵn sàng để chúng ta đứng vững và chúng ta nhận được sự đáp lời từ nơi Chúa. Bên xem chúng ta có một kẻ thù thuộc linh, tên của hắn là Satan. Nó tìm đủ mọi cách để tấn công loài người chúng ta, vì Satan rất ghét loài người. Tại sao? Satan ghét Adam, Eva vì họ đã được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ trông giống như Đức Chúa Trời. Họ nói và làm việc như Đức Chúa Trời. Họ sống giống như Đức Chúa Trời. Họ đã được ban cho quyền quản trị mọi loài trên đất, trong đó kể cả Satan ở trong đó. Cho nên nó tức giận và bắt đầu tấn công loài người chúng ta ngay từ ở trong khu vườn ở Eden. Họ lên kế hoạch mưu trước để cướp đi thẩm quyền này bằng cách cám dỗ Eva, để rồi Eva và Adam đã phạm tội nghịch cùng Chúa. Anh chị em, chúng ta cần nhớ kẻ thù của chúng ta là Satan. Nó ghét tất cả chúng ta là những người con Chúa. Nó chỉ thương những người thuộc về nó. Nhưng cuối cùng nó cũng giết chết như những người tham dự vào trong công việc của thế giới tối tăm như bùa ngải. Ban đầu nó cho được một ít việc, sau đó nó xiết cổ cho chết. Chỉ có Chúa của chúng ta là đấng gây dựng đời sống của chúng ta. Chúa càng sử dụng chúng ta, ngày càng gây dựng và ban phước trên đời sống của chúng ta. Satan rất ghét chúng ta. Khi nó nghe Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau: chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta, để họ cai trị ở trên mặt đất này và cầm quyền trên mọi loài trên mặt đất. Trong đó có Satan và các quỷ sứ đã đi theo nó. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng ma quỷ nó có những cái mưu trước của nó. Nhưng mà lời của Chúa cũng cho chúng ta thấy cái chiến lược, chiến thuật của nó, hầu cho chúng ta biết nó làm việc như thế nào để chúng ta có thể đề cao cảnh giác. Quỷ nó làm gì? Satan làm những công việc gì? Nó làm rất là nhiều việc. Nhưng buổi sáng hôm nay có ít nhất là 5 điều tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất, nó làm mù lòng kẻ chẳng tin. Satan làm mù tâm trí của người vô tín. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu 4: thần của đời này làm mù lòa tâm trí của những người vô tín, để họ không thấy ánh sáng của tin lành vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta chứng đạo, khi chúng ta truyền giáo, chúng ta biết rằng chúng ta phải đương đầu với công việc của Satan, là nó làm mù lòng của những người vô tín, những người chưa tin Chúa. Nói rằng, đừng có nghe mấy cái ông tin lành đó, đừng có quyết định để tiếp nhận Đức Giê-xu, không đáng đâu, đừng làm những công việc đó. Vì nó biết rằng khi người ta tấn tới mà nắm bắt Chúa Giê-xu, gọi Ngài là cứu Chúa và là chủ của đời sống, thì nó đã thất bại. Cho nên tìm đủ mọi cách để làm mù lòng của kẻ chẳng tin. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Có thể có anh chị em nào đó đang đến đây và nhóm lại với chúng tôi. Anh chị em chưa tuyên xưng đức tin của mình, hãy nhớ một điều ngay trong giây phút này. Và tôi tin rằng trong những phút vừa qua, anh chị em có nghe một cái tiếng nói, nó nói với chúng ta. Ông nói cái chuyện gì, linh giới tôi không biết gì hết. Đó là chuyện của các anh chị em chưa tin Chúa. Nhưng mà tôi tin rằng cũng có những người đã ở trong nhà thờ, nhưng mà trong những thời giờ qua nó nói đầy lỗ tai của anh em: đừng nghe ông nói những chuyện đó, chuyện đó không có liên hệ gì đến cuộc sống của mình hiện tại. Đừng nghe, đừng đón nhận, đừng học hỏi. Đây là điều nguy hiểm vô cùng anh chị em. Nếu chúng ta
Trong sự giờ qua chúng ta nghe những tiếng nói như vậy, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong chiến trận. Satan muốn làm mù lòng chúng ta. Vì thần của đời này không bao giờ muốn cho tâm trí của chúng ta được mở ra để chúng ta có thể tiếp nhận Chúa và tin lành, thấy ánh sáng tin lành vinh quang của Đấng Christ. Chế nó nói đạo tin lành là đạo của Mỹ, đạo của ngoại lai. Mình phải là người theo đạo Phật kìa, đạo Phật mới là đạo của người Việt Nam của mình, không đạo Phật đến từ Ấn Độ. Mình phải theo đạo truyền thống của mình, đạo truyền thống của mình cũng không phải là đạo Phật, cũng không phải đạo Khổng. Tìm đủ mọi cách để ngăn trở và làm mù mắt chúng ta. Điều thứ nhì chúng ta thấy Satan rất thích làm, đó là nó cướp đi lời của Chúa đã được gieo trong lòng của chúng ta. Anh chị em có kinh nghiệm, mình đi đại hội, mình đi đến nhà của Chúa, trong ngày Chủ nhật mình đi sinh hoạt với Hội Thánh, mình nhận được lời của Chúa, mình nóng cháy đứng lên và nói rằng tôi sẽ về và thực hiện công việc này cho bằng được. Nghe giảng về phước hạnh mà Chúa ngày mở ra cho con cái của Chúa trong sự dâng hiến, mình rằng tôi sẽ sắp xếp đời sống tài chánh và tôi sẽ làm người quản lý tốt các ta lân mà Chúa ngày ban cho. Về đến nhà, mở TV xem chuyện này chuyện kia, rồi đi ngủ. Sáng thứ hai thức dậy, không còn nhớ cái gì mà mình đã hứa và mượn gì đâu. Tại sao tôi biết chắc chắn như vậy? Thì lời của Chúa nói, quỷ sẽ đến và công việc của nó là cướp đi điều đã gieo trong lòng của chúng ta. Cho nên chúng tôi thường cầu nguyện. Trước khi tôi đứng lên bục giảng để cầu nguyện, xin Chúa giữ lời của Chúa được gieo vào trong lòng của các anh chị em, con cái Chúa trong Hội Thánh, cho đến khi nó mọc rễ, nó lớn lên. Và cấm ma quỷ không được đến để cướp lời của Chúa. Thì Ma-thi-ơ chương 13 câu 19 nói, nghe ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là hạt giống rơi dọc đường. Dọc đường chúng ta biết rằng lối mòn mà người ta đi qua đi lại đó, thì nó làm cho đất nó vẽ chặt xuống, nó cứng hơn xi măng. Những tâm lòng mà nghe lời của Chúa mà không chịu áp dụng, thì dần dần chúng ta sẽ thấy nó chai đối với lời của Chúa. Tâm lòng đó không còn mềm mại để đón nhận lời của Chúa nữa. Khi gieo xuống nó nằm ở tại đó, và chim trời hình ảnh của ma quỷ nó đến và nó tha mất cái hạt giống đó đi. Trước khi có kết quả thì lời của Chúa đã bị cướp đi mất khỏi đời sống của chúng ta. Chúng ta biết mưu trước đó. Và chúng ta cần phải chiến trận để giữ lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, chúng ta thấy nó đặt những cái bẫy để gài bẫy chúng ta. Đây là công việc của ma quỷ. Nó có những cái mưu trước của nó. Timothy thứ nhì, chương 2 câu 26 nói, và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý của nó. Anh chị em hình dung mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, từng giây phút một, Satan tìm đủ một cách để gài bẫy chúng ta. Người có sự nhận biết và đề cao cảnh giác, chúng ta sẽ thắng. Còn không là chúng ta cứ bị sập bẫy. Và sau khi sập bẫy thì nó bắt chúng ta làm theo ý của nó. Chúng ta thấy điều đó. Có những người sập bẫy của ma quỷ. Thay vì yểm trợ hậu thuẫn Hội Thánh của Chúa, trở nên người tấn công Hội Thánh của Chúa một cách quyết liệt. Vì nó đã bắt được rồi và nó bắt làm theo ý của nó. Chúng ta thấy điều đó. Người được phục hưng trước, được thăm viếng Chúa trước, bắt bớ những người được phục hưng sau, được sự thăm viếng của Chúa sau. Không giống như cách mà tôi được Chúa ngày chạm đến, cho nên này không phải là thật đâu. Và chúng ta có những cái thái độ và những công việc mà chúng ta thấy rằng, nhìn kỹ lại chúng ta thấy rằng mình đã bị sập bẫy của ma quỷ. Kẻ thù luôn luôn gài bẫy. Nó biết những cái nhược điểm của chúng ta.
và nó biến chỗ đó trở thành những yếu điểm để nó có thể đánh chúng ta và chúng ta không thể nào có thể thắng được. Thí dụ có ai đó ở trong chúng ta, sau khi nghe lời của Chúa nhắc nhở là chúng ta phải đứng lên để hầu việc Chúa, để chúng ta quyết tâm và chúng ta nói rằng tôi sẽ đứng lên hầu việc Chúa. Trên đường về nhà thì chúng ta thấy rằng tiếng nói của ma quỷ đến, nó gài bẫy chúng ta, nó nói ngu sao hầu việc Chúa. Đóng góp vào trong việc hội thánh là chỉ để làm giàu cho ông mục sư tại đó. Lập luận đó của con cái của ma quỷ nó đã nói. Cho nên lời của Chúa đã căn dặn chúng ta là khi chúng ta làm, hãy làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, thì chúng ta mới có thể thắng được. Và nó sẽ đến, nó sẽ gieo vào trong chúng ta những cái lời mà chúng ta nghe nó cũng có lý. Một trong những bẫy rập khác của ma quỷ đến để kéo chúng ta ra khỏi phước hạnh mà chúng ta có được. Và đến nó nói với chúng ta lúc này xăng nó mắc. Tại sao phải đi chạy xuống tới 6100 đường Richmond để đi nhóm? Xung quanh của mình cũng có những nhà thờ chứ. Và khi chúng ta sập bẫy nó, thì nó sẽ kéo chúng ta ra khỏi phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài đã trồng chúng ta trong nhà của Đức Chúa Trời để chúng ta được kết quả. Để ý đến cái bẫy của ma quỷ, nó tìm cách để nó gài bẫy chúng ta, khiến cho chúng ta gặp trở ngại. Có bao giờ anh chị em được nghe lời của Chúa và chúng ta thấy rằng tôi phải sắp đặt lại đời sống tài chánh của mình để tôi có thể có những khoản tiền mà tôi có thể dâng cho công việc nhà của Chúa? Mình muốn trả hết những cái nợ, trả hết những cái nợ để đời sống của mình không có gặp cái vấn đề thiếu thốn mà phải trả tiền lời của nợ. Và quyết định sắp xếp lên đời sống tài chánh của mình. Ngày Chủ nhật quyết tâm điều đó, ngày thứ hai xe nó hư mà nó hư nặng. Kéo đến chỗ sửa xe, họ nói rằng nó lột dên rồi. Để tốn rất là nhiều tiền để có thể làm máy lại cái chiếc xe này. Ước mơ của chúng ta bị Satan tìm cách để ngăn trở. Hãy tỉnh ngộ để chúng ta thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Vì nó đang tìm cách để bắt giữ chúng ta làm theo ý của nó. Cảm ơn Chúa. Như tôi đã nói ở trước, mặt Chúa và anh chị em, khi tôi dạy anh chị em về sự dâng hiến, tôi không nghĩ về lợi riêng của mình, nhưng mà nghĩ về lợi của anh chị em. Bởi vì đó là cách mà Đức Chúa Trời Ngài tạo điều kiện cho chúng ta để chúng ta có thể được chính Chúa ban phước. Nếu tôi không giảng, không dạy cho anh chị em, tôi cướp đi của anh chị em phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Công việc thứ tư của ma quỷ đó là nó chiến đấu để ngăn chặn chúng ta. Satan muốn ngăn chặn chúng ta hầu việc Chúa. Nó muốn ngăn chặn công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta cần phải đề cao cảnh giác. Thì chúng ta thấy điều đó. Bao nhiêu những cái ước mơ của chúng ta toan định làm, chúng ta thấy liền nó đến và nó ngăn chặn chúng ta. 38 năm hầu việc Chúa, chúng tôi luôn thấy cái điều này. Có những người ghi danh muốn chịu bắp tem nước. Và luôn luôn là chỉ có 50% có thể, hay là tối đa là 60% những người ghi danh và đến ngày nhận bắp tem nước họ có mặt. Có khi trong tuần đó sổ mũi nhức đầu, có những sự phá rối, vợ chồng cãi với nhau, thì cái người mà sắp nhận bắp tem nói lên một câu xanh dần: thôi như vậy tôi cũng không đi làm bắp tem làm gì. Ma quỷ luôn luôn muốn ngăn trở công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn đứng lên hầu việc Chúa, nó cũng sắm sẵn những cái mưu trước để nó ngăn chặn chúng ta. Cho nên chúng ta đề cao cảnh giác. Đừng để chúng ta thấy chán nản, mà chúng ta phải đứng vững vì biết rằng nếu nó ngăn chặn, tức là chúng ta đang chuẩn bị làm những công việc tốt. Cho tôi chia sẻ anh chị em kinh nghiệm đó.
Khi chúng tôi muốn làm một cái công việc gì, đeo đuổi khải tượng mà Chúa Ngài ban cho, mà thấy nó là hell break loose, tức là lửa của quả ngục nó đang cháy bùm bùm lên đó, đổ lửa đó, thì chúng ta biết rằng Satan rất sợ điều mà chúng ta muốn thực hiện. Khi chúng tôi đi hầu vị Chúa ở tại Đức Quốc, và trong một buổi họp kiêng ăn cầu nguyện của các mục sư, tôi nhớ ở tại một cái bìa rừng, và các đệ tớ của Chúa cầu nguyện và thấy có một cái khải tượng là ở tại Hoa Kỳ phải có một hội thánh tổ chức đại hội ân tứ phục hưng, để con cái của Chúa ở hải ngoại này có thể tiếp xúc với quyền năng của Chúa. Và cuối cùng thì họ giao cho chúng tôi trọng trách về để tổ chức đại hội. Về tới nơi thì hội trường của chúng ta bị hỏa hoạn. Luôn luôn Satan tìm đủ một cách để ngăn trở chúng ta. Và cảm ơn Chúa, nó ngăn trở chúng ta cháy một tòa nhà, chúng ta xây hai tòa nhà. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời chúng ta làm cho chúng ta luôn đắc thắng ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Toàn định ngăn trở chúng ta trong việc tổ chức đại hội, thì Chúa Ngài yểm trợ, Ngài ban phước, và cuối cùng là chúng ta mướn liều, chúng ta dựng lên để tổ chức, thì nó mạnh như là cái thời của cơn thức tỉnh tâm linh tại Hoa Kỳ này, là các buổi phục hưng được tổ chức ở dưới những cái lều mà công việc của Chúa đã thể hiện một cách hết sức là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Điều thứ năm mà chúng ta cần để ý, và đây là điều hết sức là quan trọng, là nó kế hoạch để tiêu diệt chúng ta. Vì nó biết chúng ta là một mối đe dọa của nó. Phi-rơ thứ nhất, chương 5 câu 8: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Satan tìm nhược điểm ở trong đời sống của chúng ta, và nó đi tới đi lui chung quanh chúng ta, nó coi đứa này được không, đứa này nuốt được không, và nó tìm, nó rình mò xem ai nó có thể nuốt được. Vì không phải tất cả nó có thể nuốt được, chỉ có những người bất cẩn và không còn biết bảo vệ chính mình. Thì chúng ta thấy nó như sư tử rống, nó đi và nó nhìn, nó nói đứa đó coi được đó. Nó đã bỏ lỡ những cái thời giờ để gây dựng đức tin của mình một cách mạnh mẽ, và đây là ngõ mà mình có thể vào để nuốt nó được. Thì khi chúng ta đề cao cảnh giác và trang bị chính mình cho những vũ khí mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta sẽ đứng vững. Và khi chúng ta làm hết mọi sự rồi, chúng ta đứng. Đây cũng là điều rất là quan trọng. Chúng ta chiến trận thuộc linh không phải để chúng ta thắng ở trong đời sống chúng ta mà thôi, nhưng mà để rồi chúng ta có thể đứng. Vì có rất là nhiều người quan sát đời sống của chúng ta, mà chúng ta không đứng vững thì sẽ làm cho họ ngã lòng. Có rất là nhiều cặp mắt theo dõi chúng ta, trong đó có con cái của chúng ta nữa. Nó không chỉ quan sát chúng ta lúc mọi việc suôn sẻ, mà nó cũng quan sát xem cha mẹ của mình khi đối diện với những thách thức, họ cư xử như thế nào, họ làm gì. Rất là quan trọng. Phần thứ nhì, tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ làm thế nào để chúng ta có thể chiến trận thuộc linh và chúng ta có thể đắc thắng. Trở lại với Ê-phê-sô chương 6 câu 13 đến 18, ghi lại cho chúng ta đây là sự trang bị của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phao-lô khuyến khích hội thánh của Chúa tại thành Ê-phê-sô hãy làm công việc này, đây là một mệnh lệnh. Vậy hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến thắng mọi sự rồi anh em đứng vững vàng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, đây là điều quan trọng. Trong trận chiến chúng ta đánh như thế nào mà khi trận chiến được giải quyết chúng ta vẫn còn đứng? Và đây là điều mà chúng ta cần phải học, phải áp dụng. Chứ còn đánh xong rồi chúng ta cũng nằm, thì không phải là sự đắc thắng mà Chúa muốn nhìn thấy. Làm sao được? Được, cho nên lời của Chúa mới dạy chúng ta. Amen anh chị em.
Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của tinh lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn. Nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy thường xuyên dùng mọi khẩn nguyện, nài xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh để đạt được mục tiêu này. Hãy kiên trì, tỉnh thức và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Vậy câu hỏi là làm sao để chúng ta có thể tranh chiến trong chiến trận thuộc linh này? Bắt đầu với cái đầu của chúng ta. Tôi nói không theo thứ tự của phần kinh thánh này, nhưng mà cho để dễ nhớ, bắt đầu từ cái đầu của chúng ta. Chúng ta biết một người lính, trước khi họ đi hành quân và đi vào trong chiến trận, thì họ phải chuẩn bị. Họ đội nón sắt, họ mặc áo chống đạn, họ có những vũ khí. Hay là một nhân viên cảnh sát, ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được, họ luôn luôn mặc áo để bảo vệ cái phần ngực của họ. Họ đeo một cái sợi dây nịt, trên đó có một số túi, trong đó có còng số 8, trong đó có súng, trong đó có treo một cái cây baton và luôn cả khói cai khi họ xịt. Trang bị tất cả để khi họ phải ra tay thì họ có thể bắt giữ được những người phạm pháp. Anh chị em thật là vô lý nếu mà một người lính đi ra trận mà không có đội nón sắt. Thật là vô lý khi người lính nói rằng mang mặc cái áo giáp này nó nặng nề khó chịu á, thôi mình cứ đi ra cho nó thoải mái mặc áo thun lá được rồi. Ra đó là nó bắn là nát hết. Sao đeo lĩnh kỉnh chi súng ống chi đủ thứ thì mình đi ra tay không được rồi. Không, anh chị em họ mang chuẩn bị để họ khi lâm trận, như lời của Chúa nói tới đây, khi lâm trận thì họ có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng. Thì chúng ta cũng vậy anh chị em. Bắt đầu với cái đầu của chúng ta. Chúng ta trước nhất đội mũ của sự cứu rỗi. Rất là quan trọng. Satan một trong những chiến thuật của nó là nó phỉnh gạt chúng ta. Nó nói dối chúng ta. Một trong những điều nó làm là nó mạ lị chúng ta. Mày mà hầu về Chúa, mày nhớ cái chuyện ngày hôm qua mày làm không? Là mày, cái quá khứ của mày như vậy mà đòi hầu về Chúa. Mà nó tìm đủ một cách để nó tấn công chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta đội mũ của sự cứu rỗi để bảo vệ đầu của chúng ta, tâm trí của chúng ta, vì chúng ta biết rằng không được cứu bởi vì chúng ta là người tốt, nhưng mà cứu nhờ ân điển của Chúa. Amen anh chị em. Cho nên nó đạp chúng ta xuống và nói mày xấu lắm, mà nói cảm ơn Chúa, vì xấu mà biết chạy đến với Chúa mới được Chúa cứu. Chúng ta cũng không được cứu bởi việc chúng ta làm, việc lành chúng ta làm, nhưng duy trì ân điển của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy và đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Không phải do việc chúng ta làm. Khi chúng ta hiểu điều này thì tâm trí của chúng ta sẽ được bảo vệ và kẻ thù không thể kéo chúng ta ra khỏi tay của Đức Chúa Trời được. Chúng ta đội cái mũ của sự cứu rỗi của Chúa để che cái đầu của chúng ta. Bên trong rất là nhiều điều nó bắt đầu từ cái đầu của chúng ta. Khi nó có thể gieo vào trong tư tưởng chúng ta một ý nghĩ sai lầm, thì từ đó việc của chúng ta sẽ làm theo cái ý nghĩ sai lầm đó. Bảo vệ cái đầu của mình bằng sự cứu rỗi. Tất cả là do ân điển của Chúa. Khi nào mà cái đầu của chúng ta bắt đầu nghĩ là phải do khả năng của mình, khả năng riêng của mình, vân vân, mình mới được cứu, hay là tích lũy những công đức, là chúng ta trở nên mồi ngon của ma quỷ. Chúng ta đến với Chúa tay trắng để đón nhận ân điển của Ngài, để sự cứu rỗi, rồi sau đó chúng ta làm theo như điều của Chúa dạy và sống một đời sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Chứ chúng ta không vì mình sống thánh khiết mà Chúa cứu mình. Khi chúng ta hiểu điều này, tâm trí của chúng ta sẽ vững vàng. Nó nói kệ nó. Vững vàng biết rằng mình đã được cứu ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Bởi đức tin đến đón nhận ân điển của Chúa, mình được cứu, được đổi mới ở trong ơn của Chúa và được làm người nhà của Đức Chúa Trời.
Kế tiếp, chúng ta mặc áo giáp của sự công bình. Áo giáp công bình để bảo vệ khỏi tấm lòng bị lừa dối. Áo giáp để nó che ngực của chúng ta. Bên trong cái lồng ngực này có rất là nhiều bộ phận rất là quan trọng. Mà nếu bị đâm trúng hay là bị bắn trúng, có thể tổn thương những bộ phận bên trong mà có thể đến chỗ mất mạng. Lời của Chúa nói rằng chúng ta hãy mặc áo giáp của sự công chính của Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta được xưng công bình vì chúng ta được Chúa Giê-xu cứu chúng ta. Và Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy chúng ta trong chiếc áo công bình mà Chúa Ngài ban cho. Như đứa con quan đàn khi nó ăn năn trở về, thì người cha đã làm công việc: hãy lấy áo tốt nhất mặc cho cậu. Và sau đó khi người cha nhìn thấy đứa con này thì không thấy lỗi của nó làm trước đây, nhưng mà thấy cái chiếc áo đã bao phủ những cái nhơ nhốt của nó. Khi chúng ta mặc chiếc áo đã được rửa, được giặt, được phiếu trắng ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta, Ngài thấy sự công bình của Đức Chúa Giê-xu. Sa-tăng khi nó nhìn chúng ta, khi chúng ta mặc chiếc áo giáp công bình này, nó cũng thấy điều mà Đức Chúa Giê-xu đã làm. Và cũng thấy Chúa Giê-xu là đấng đang bao phủ chúng ta. Thì nó không thể nào thắng chúng ta được. Kế tiếp chúng ta dùng thuẫn của đức tin. Thì nó sẽ tìm đủ một cách để nó bắn những cái mũi tên để gieo nghi ngờ, gây cho chúng ta có những tư tưởng tiêu cực. Kẻ thù đến để lên án chúng ta: ngươi là kẻ thất bại và suốt đời sẽ thất bại. Ngươi sẽ luôn ốm đau, không có ngày nào gọi là khỏe mạnh đâu. Hôn nhân của ngươi sẽ luôn tồi tệ và cho đến chừng ngươi lìa cuộc đời này. Ngươi sẽ luôn nghèo thiếu. Và nó tìm đủ một cách để nó bắn những cái mũi tên này vào trong chúng ta để đánh dấu hỏi về lời của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Chúng ta cần phải dùng thuẫn của đức tin. Chúng ta công bố rằng ta không tin lời kết án của ngươi hỡi kẻ kiện cáo anh em. Chúng ta học biết mình là ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài nói: tôi đắc thắng bởi huyết của chiên con và lời làm chứng của mình, cho nên tôi đã được đắc thắng ở trong Chúa. Vì huyết của chiên con đã rửa sạch tội lỗi tôi. Đấng ở trong tôi là lớn hơn kẻ trong thế gian. Anh chị em, Chúa Ngài cho chúng ta được đặc ân như lời của bài hát: chúng ta là những người mang sự đắc thắng của Chúa ở trong thân thể, trong cuộc đời của mình. Chẳng những thắng mà Chúa nghe rằng chúng ta cần thắng bội phần ở trong Chúa nữa. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời là để ban cho tôi phước, thịnh vượng và một tương lai đầy hy vọng. Chúa nói rằng ý tưởng của Ngài đối với chúng ta là ý tưởng tốt đẹp, ban phước chứ không phải giáng họa. Mà Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho tôi. Là những người đã được gọi theo ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh em nhớ cầm thuẫn của đức tin để chúng ta có thể thắng được. Chúng ta cần biết mình là ai ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Mà không, chúng ta chỉ bị Satan nó thấu kết chúng ta một cái là chúng ta bỏ chạy. Phải biết mình là ai và lấy cái thuẫn của đức tin của mình và để cho những cái mũi tên lửa của nó bắn vào, là chúng ta đưa thuẫn lên chúng ta đỡ. Thì chúng ta mới có thể đứng vững ở trong ơn của Chúa. Kế tiếp chúng ta mang dây nịt lưng bằng lẽ thật. Cái dây nịt của người lính La Mã rất là quan trọng. Dây nịt của một người cử tạ cũng rất là quan trọng. Cái dây nịt đối với một người lính và một người nhân viên cảnh sát cũng rất là quan trọng. Người ta nói rằng người cử tạ, bởi vì cơ bắp của chúng ta trên bụng của chúng ta nó không có mạnh đủ. Chứ chúng ta thấy những người cử tạ
mà với một cái sức nặng lớn đó, họ phải có một cái sợi dây nịch bản lớn để giữ cái bụng của họ không vỡ ra mà chết. Người lính La Mã, cái sợi dây nịch bằng lẽ thật khiến cho họ có thể sáp lá cà một cách gọn gàng. Vì trước khi họ sáp lá cà, người lính La Mã có cái khăn màu đỏ ở sau lưng của họ đó. Họ túm cái khăn màu đỏ đó, họ nhét vào ở trong cái sợi dây nịch của mình. Để khi mà họ đánh sáp lá cà đó thì cái áo đó không làm cho họ vướng bận. Cái dây nịch của lẽ thật sẽ làm cho đời sống của chúng ta không bị vướng bận một cách vô lý. Khi chúng ta sống bằng lẽ thật, không có gì dối trá, không có chỗ ướp ướp mở mở, không có chỗ xăm xám, nhưng mà tất cả hãy cậy ơn Chúa để chúng ta lấy cái sự dây nịch bằng lẽ thật mà chúng ta sống. Và lẽ thật cũng là lời của Đức Chúa Trời. Lẽ thật là chính Đức Chúa Giê-xu. Hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu bằng lẽ thật là chính mình Ngài, để chúng ta sống như Đức Chúa Giê-xu đã sống. Khi chúng ta đứng trước một điều chúng ta cần phải quyết định, chúng ta đặt câu hỏi: Chúa Giê-xu ở trong hoàn cảnh này Ngài sẽ làm như thế nào? What would Jesus do? Lúc bây giờ sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại những điều Chúa Giê-xu Ngài đã làm, và chúng ta sẽ quyết định một cách chính xác hơn. Lẽ thật được nịch quanh hông của chúng ta để giữ những cái vũ khí, để chuẩn bị cho chúng ta sẵn sàng để chúng ta có thể chạy vào chiến trường. Đừng bỏ dây nịch ở nhà, trừ ra những người trật dây nịch. Mang lấy dây nịch của lẽ thật vào, để chúng ta có thể treo cái gươm để sẵn sàng để chúng ta rút gươm chiến đấu. Là cái dây nịch để chúng ta có thể có một cái lưỡi lê sắc bén, ngắn đoạn, để chúng ta có thể sáp lá cà và sử dụng nó. Rất là quan trọng để chúng ta nịch bằng dây nịch lưng bằng lẽ thật của Chúa. Thứ vũ khí khác mà chúng ta cần, đó là chúng ta cần chạy vào chiến trận với việc chúng ta mang giày dép sẵn sàng của tinh lành bình an. Chân của chúng ta phải được bảo vệ. Bước chân của chúng ta sẽ được bảo vệ khi chúng ta mang cái giày dép của sự sẵn sàng rao giảng tinh lành bình an của Chúa. Ý tưởng này giúp cho chúng tôi rất nhiều trong hơn 40 năm bước đi với Chúa. Là chúng ta bất cứ lúc nào cũng biết rằng mình sẽ có cơ hội để nói về tinh lành của Chúa cho những người mình tiếp xúc. Thì cái ăn nói của mình, cách cư xử của mình với những người mà chúng ta gặp ở trong siêu thị hay là những người lân cận của mình, mình có giận họ gì đó, mình cũng giữ lời, vì biết đâu chừng ngày mai mình sẽ giảng tinh lành của Chúa cho họ. Anh chị em hiểu ý tôi nói không? Còn mình không có mang giày dép sẵn sàng để giảng tinh lành, chửi cho nó một trận cho hả dạ, rồi ngày hôm sau được hội thánh sai phái đi đến đó làm chứng cho người đó. Cảm ơn Chúa. Có những người mà khi chúng tôi gặp lại và họ đến họ làm chứng lại thì chúng tôi biết ơn Chúa vô cùng. Bởi vì xích một chiếu chút mình đã đánh mất cái cơ hội để làm chứng về Chúa cho họ, giảng tin lành bình an cho họ. Ngày kia chúng tôi đi và tham dự một cái buổi lễ của trường học ở tại một cái stadium tại Pasadena. Tôi ngồi đó thì có một người ngồi kế bên cạnh nhìn một lúc. Pastor Conwin. Dạ. Ông có biết khi ông ở tại đồi cầu nguyện, núi cầu nguyện, ông đã cầu nguyện cho tôi và cuộc đời của tôi đã được biến đổi từ đó không? Tôi biết ơn ông lắm mà muốn tìm ông để cảm ơn mà tôi không tìm được. Hôm nay tạ ơn Chúa vì ông đang ngồi ở đây. Trong cái buổi lễ và trận đấu bóng đó, nếu mà tôi chiêu hò cho con của mình mà nói nặng cái đội kia, hay là theo cái kiểu gọi là không có sẵn sàng giảng tin lành của Chúa đó, người này họ sẽ nhìn nó nói: ổng ở tại núi cầu nguyện thì thánh lắm, nhưng mà con này thì như quỷ. Và nhiều điều trong đời sống của chúng ta, để ý đến anh chị em, nếu chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta luôn mang giày sẵn sàng để giảng tin lành của Chúa, chúng ta tiếp xúc với những người lân cận của chúng ta luôn dành chỗ để chúng ta sẽ giảng tin lành của Chúa cho họ.
Nó sẽ giúp cho chúng ta cẩn thận hơn với lời chúng ta nói, việc chúng ta làm, bởi vì chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Giày dép của tinh lành bình an cũng là điều mà Chúa Ngài dạy cho chúng ta. Tinh lành bình an của Chúa đem lại cho chúng ta cái phước hạnh mà chúng ta có thể từ đó chia sẻ ra cho những người lân cận của chúng ta để họ có thể nếm trải được tinh lành bình an của Chúa. Ngợi khen Chúa. Bây giờ đến vũ khí tấn công của chúng ta. Tất cả những thứ ở trên là để bảo vệ chúng ta. Bây giờ để tấn công, chúng ta cần phải sử dụng gươm của Chúa Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết sử dụng. Nhưng mà muốn biết sử dụng gươm là lời của Đức Chúa Trời, trước nhất chúng ta phải biết lời Chúa. Chúng ta phải học lời của Chúa, nằm lòng lời của Chúa, để rồi chúng ta có thể sử dụng lời của Chúa để chúng ta chống trả. Khi Satan đến cám dỗ Đức Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu Ngài nói có lời chép rằng. Ngài đánh thắng Satan vì Ngài sử dụng lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em, chúng ta có thể nói có lời chấp rằng không? Đó là gươm của chúng ta. Chúng ta cần phải ăn nuốt lời của Chúa, chúng ta mang vào trong đời sống của chúng ta để lời của Chúa sẽ ở trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh trong những giây phút có cần, Ngài sẽ mang cái lời đó lên và Ngài nói rằng con hãy sử dụng như là một lưỡi gươm sắc bén để con đánh trả lại và tấn công ma quỷ. Chúng ta phải biết lời của Chúa để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Thì anh chị em, có rất là nhiều người trở nên những người bị đánh gục vì chúng ta không biết lời của Chúa. Lời của Chúa chính là gươm của Đức Thánh Linh. Ngài sẽ sử dụng, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể sử dụng mà chúng ta đánh trả lại sự tấn công của ma quỷ cũng như là mọi việc ở trong đời sống. Hãy ghi nhớ lời của Chúa. Khi Satan tấn công chúng ta một cách dồn dập là lo đi, lo đi. Covid-19 này nó sẽ làm cho lợi tức của mình xuống đó. Lo đi, sẽ chết đói đó. Thì chúng ta hãy lấy lời của Đức Chúa Trời rằng Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp mọi sự cần dùng của tôi trong sự vinh hiển của Ngài. Giờ nói lo đi nha, không ra là nhiễm Covid là chết đó. Tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của chúng ta nói với chúng ta rằng Ngài đã chịu những lần đòn để chúng ta đã được lành bệnh ở trong Chúa. Chúng ta có cẩn thận nhưng mà chúng ta không bước đi trong sự sợ hãi. Và đến nó tấn công chúng ta bằng những điều làm cho chúng ta bị chao đảo về tinh thần của chúng ta cũng như nghi ngờ về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có thể đáp trả lại bằng lời chân thật của Đức Chúa Trời đối với nó. Câu cuối cùng của phần Kinh Thánh này là điều mà nhiều người trong chúng ta không thấy. Mão của sự cứu rỗi, áo giáp của sự công bình, dây nịt của lẽ thật, chuẩn của đức tin, và dép sẵn sàng để giảng tin lành, tất cả bảo vệ chúng ta phía trước. Nhưng mà phía sau của chúng ta không bảo vệ được. Và chúng ta cần cầu nguyện cho anh em mình. Và không phải chỉ cầu nguyện cái thường thường là Chúa xin ban phước cho họ, nhưng mà dùng đủ mọi thứ cầu nguyện ở trong Đức Thánh Linh. Và vì mục đích đó chúng ta cầu nguyện cho hết thảy các tín đồ, bởi vì phía sau lưng chúng ta không thấy để chúng ta bảo vệ chính mình, mà những anh em ở trong cùng hội thánh cầu thay cho chúng ta. Chỗ này rất là quan trọng. Rất tiếc là chúng ta bị đâm sau lưng chiến sĩ mà không có ai báo cho chúng ta biết để chúng ta có thể đối phó. Rất là quan trọng. Chúng ta cần cầu nguyện cho nhau. Vì trước mắt chúng ta có thể thấy để chúng ta chiến đấu được. Mà sau lưng của chúng ta thì chỉ có những người đứng bên cạnh chúng ta, những người yểm trợ chúng ta trong sự cầu thai họ mới thấy được. Vợ chồng hãy nhớ điều này và cầu thay cho nhau. Chồng cầu nguyện cho vợ, vợ cầu nguyện cho chồng.
Một khi họ đã vâng lời Chúa và mỗi buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà của mình, đội mũ của sự cứu rỗi vào, mặc cái áo giáp của sự công bình vào, đeo dây nịt của lẽ thật vào, cầm thuẫn đức tin lên, mang giày dép sẵn sàng để giảng tin lành, và tay kia cầm gươm của Đức Thánh Linh. Đó là tốt rồi đó anh chị em, nhưng mà chưa tốt đủ, trừ trường hợp có sự cầu thai của người phó ngẫu của mình, của anh chị em trong hội thánh. Ngày hôm nay có những chức vụ, có những đời sống bị tấn công mà không thể đỡ được vì thiếu người cầu thai. Cho nên khi có người hỏi mục sư Khánh, tôi có thể làm gì được cho mục sư, thì tôi thường trả lời đó là xin cầu nguyện cho tôi. Đó là món quà lớn nhất, tốt nhất mà anh chị có thể làm cho tôi. Để cho dễ nhớ, chúng tôi nhắc là mỗi lần gặp đèn xanh đèn đỏ, tại vì ngồi đó bực mình sau cái đèn này lâu á, tại vì bực mình làm cho lòng của mình nó bị xáo trộn, dừng lại, là Chúa xin ban phước cho đầy tớ của Ngài, mục sư Huỳnh Quốc Khánh, gìn giữ bảo vệ ông. Thì con chiên đầu đàn bị bắn xẻ nhiều lắm anh chị em. Điều chúng tôi ước mơ là sau khi những chiến trận xảy ra, tôi vẫn có thể đứng và anh chị em yểm trợ tôi trong công việc đó. Bởi vì kẻ thù rất muốn đánh hạ. Người chăn bầy mà bị nó đánh ngã thì bầy chiên sẽ tan lạc. Chúa Giê-xu nói về chính mình Ngài. Chúng ta cũng thấy trong mức độ của hội thánh địa phương, người mục sư lãnh đạo là người lãnh đạn. Trừ ra có sự bảo vệ của một đội ngũ của những người cầu thai. Vì tiền đồ của công việc của Chúa, vì những điều mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta. Phần của tôi mặc lấy binh giáp của Đức Chúa Trời để bảo vệ phía trước, để phản công. Phần của anh chị em xin nhớ và cầu thai cho chúng tôi. Vì sau lưng tôi không thấy được. Bên trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta cũng cần có những người bạn cầu nguyện với chúng ta. Có những anh chị em trong Chúa, trong hội thánh, chúng ta cam kết để nhớ và cầu nguyện cho nhau. Tôi cầu nguyện cho anh chị em một cách thường xuyên. Một câu hỏi là trong ngày qua anh chị em có cầu nguyện cho tôi không? Cảm ơn Chúa. Có. Cảm ơn Chúa. Xin tha thiết càng hơn. Vì trận chiến của chúng ta trước mắt rất là khốc liệt. Công việc mà Chúa Ngài giao cho chúng ta rất lớn. Cảm ơn Chúa. Có những điều mà chúng tôi đã gieo và đứng vững mấy mươi năm sau, thì bây giờ mới thấy được tại sao Chúa Ngài giúp đỡ để mình đứng vững. Xích một chút có thể đã tham dự một cách sai lầm. Xích một chút có thể mời một diễn giả đến đại hội phục hưng sai lầm. Nhưng bởi sự cầu thai yểm trợ trong sự soi sáng của Chúa, chúng tôi đã dừng chuyến đi đó hoặc là thay đổi kế hoạch. Đức Chúa Trời muốn bục giảng này luôn luôn một dòng chảy trong sạch chảy từ đây. Và chúng tôi rất là trân quý cái vị trí mà Chúa Ngài ban cho. Nên tất cả các diễn giả được mời đến để chia sẻ lời Chúa với chúng ta cũng như đại hội là những người mà chúng tôi cầu nguyện rất nhiều. Chúa Ngài sẽ bày tỏ những điều mà 10 năm, 15 năm sau đó mới xảy ra. Chỉ có Chúa mời Ngài cho Thầy thấy trước những điều đó. Cầu nguyện. Chúng ta mới có thể thắng được kẻ thù của chúng ta. Cầu nguyện để chúng ta sẽ thắng được chiến trận thuộc linh này. Nên nhớ điều này trước khi chúng ta kết thúc. Chúng ta không chiến đấu để giành sự đắc thắng, nhưng mà chúng ta chiến đấu từ vị trí đắc thắng, vì Đức Chúa Giêsu đã thắng rồi. Và từ vị trí đó, trong thẩm quyền Chúa Ngài ban cho, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ khác. Cảm ơn Chúa.
Cô anh em chúng ta tại Việt Nam nhắn tin cho chúng tôi nói rằng: mục sư ơi, em bị áp huyết nhãn, bị mắt bị nhòa, mù không thấy được, xuất huyết ở trong mắt, xin mục sư giúp đỡ và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Khi sắp xếp được, chúng tôi đã nhân danh Chúa và công bố sự chữa lành của Chúa, mở miệng ra công bố thì phép lạ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Sau 3 lần cầu nguyện, anh em nói rằng: hôm xưa ấy em thấy tốt hơn rất là nhiều, bây giờ em thấy rồi, em thấy chữ ở trên vết tường, em thấy trước đây em thấy. Cảm ơn Chúa. Ung thư, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta rủa xả ngươi phải khô héo tận gốc rễ. Ung thư đó đã biến mất khỏi thân thể của chị em chúng ta. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho ở trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta hiểu đó là chúng ta không đơn độc trong trận chiến này, có đạo quân của Đức Chúa Trời sẵn sàng để yểm trợ chúng ta, vì vương quốc của Đức Chúa Trời luôn luôn hậu thuẫn chúng ta. Chúng ta có thể thấy trước mắt của mình đạo quân của quân thù nó vây quanh mình, nhưng mà nhớ một điều là có một đạo quân đến từ Đức Chúa Trời, đến từ thiên đàng, cũng có mặt ở tại đó để chiến trận cho chúng ta. Hãy nhớ lời cầu nguyện của chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta biết, vì chúng ta phục vụ một Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng ngài là đấng đáp lời cầu nguyện. Ngài có những lời mời tuyệt vời: hãy đến cùng ta, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng biết. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa nhờ ban phước ở trên chúng ta. Cảm ơn Chúa. Với năm kế hoạch mưu trước của ma quỷ, nên cho em nhận biết được trong ngày hôm nay, trong thời giờ này, rằng mình đang ở giữa chiến trận. Anh chị em muốn được chúng tôi, các mục sư có mặt ở tại đây cầu nguyện cho anh chị em, để yểm trợ hậu thuẫn cho anh chị em, để anh chị em kinh nghiệm được sự đắc thắng. Xin nhanh chóng tiến lên phía trước ở đây và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Và trong cuộc chiến này, chúng ta không đơn độc, và có những sự sắp đặt, sự sức giàu, thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho ở trong nhà của Chúa để chúng ta được giúp đỡ. Đừng thối lui, nhưng mà hãy vững vàng tấn tới ở trong ơn của Chúa, bằng cách chúng ta nhờ sự yểm trợ của các đệ tớ của Chúa để đứng với chúng ta và cầu nguyện với chúng ta. Anh chị em thấy trận chiến cho gia đình của mình, cho con cái của mình trong những ngày qua, mình đang ở giữa, mình cảm nhận mình đang ở giữa trận chiến đó. Vì có những điều không thể giải thích được, nhưng mà nó đã xảy ra. Thì chúng tôi cũng muốn đứng với anh chị em trong sự cầu nguyện. Xin mời mục sư Ngô Tấn Sĩ, cô Quách Thúy, nhà tôi, chúng ta có thể tiến lên phía trước tới đây và chúng ta sẵn sàng để cầu nguyện cho những con cái của Chúa cần có một người đứng chung để chiến trận, để giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Đấng đã thắng cho chúng ta rồi, ngài sẽ đến bởi lời cầu nguyện của chúng ta mà anh chị em sẽ được đắc thắng ở trong những ngày sắp đến. Chiến trận thuộc linh này, chúng ta sẽ thấy được những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho. Cảm ơn Chúa. Chúa hứa với chúng ta thắng thì chúng ta sẽ thắng. Chúa ngài đã nói chúng ta được thắng bội phần, thì chắc chắn là chúng ta sẽ hơn cả thắng nữa, thắng được bội phần trong ơn của Chúa. Trong lúc các con gái của Chúa, những người nhận biết mình đang ở trong chiến trận và cần có sự cầu nguyện cầu thai của các đầy tớ của Chúa, để có ai có mặt ở đây, nếu anh chị em chưa biết Chúa, chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi, chưa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, mà những gì chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay, anh chị em cảm thấy rằng: ô, ông mục sư nói đúng, cuộc đời của tôi là như vậy, tôi muốn ngóc lên thì bị đè xuống, tôi muốn tấn tới thì có gì đó nó cứ kéo tôi đi ngược, đi lùi. Chúa Giêsu là giải pháp cho anh chị. Hãy mở lòng ra tiếp nhận ngài làm cứu Chúa đời sống.
Ngài ban cho anh chị em chiếc áo giáp của sự công bình của chính mình Ngài. Anh chị em sẽ được bảo vệ. Anh chị em sẽ nhận giáp trụ của người tín đồ, binh giáp của người tín đồ mà chúng ta có thể mặc vào để chúng ta có thể đối diện với chiến trận này, có Chúa ở cùng và được ơn quyền của Chúa để giúp đỡ chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Điều đó là điều anh chị em muốn Chúa làm cho mình. Hãy mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Bởi vì một lẽ thật rất quan trọng chúng ta cần được nhắc nhở. Khi chúng ta có Chúa trong đời sống, Thời gian thứ nhất chương 4 câu 4 nói: các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì đấng ở trong các con là vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. Khi chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta, và Ngài chỉ đến qua lời mời, và khi Ngài ở trong đời sống của chúng ta, thì đấng vĩ đại này cao hơn, quyền năng hơn tất cả những tà thần, ác thần, quỷ dữ ở trong thế gian này. Ngài sẽ ban phước ở trên chúng ta trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Còn ai khác đang đối diện với chiến trận, ngày hôm nay bức màn đã vén ra và chúng ta biết nguyên do tại sao có những việc không giải thích được ở trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho để chúng ta nhận biết và đến để được sự giúp đỡ, hầu cho chúng ta sẽ đắc thắng trong ơn của Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Ngài vì phước hạnh Chúa ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa giúp đỡ cho chúng con, trang bị cho chúng con binh giáp của Đức Chúa Trời để chúng con có thể chiến trận với những lực lượng, với những quyền thống trị. Cảm ơn Chúa vì Ngài hứa với chúng con là chúng con đã được đắc thắng ở trong Chúa. Giờ đây xin sự đắc thắng của Chúa sẽ được thể hiện trên cuộc đời của các anh chị em chúng con, hội thánh của Ngài. Vì Chúa đã thắng rồi, và chúng con thuộc về Chúa thì chúng con cũng sẽ thắng. Cảm ơn Chúa. Xin tiếp tục với Chúa Thánh Linh dạy tay của chúng con chiến trận, để chúng con biết sử dụng gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, để chúng con sẽ phản công, để chúng con có thể tấn công, và chúng con thấy những việc lớn xảy ra trong những ngày sắp đến. Chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mình xin ban phước trên anh chị em hội thánh kinh nghiệm sự đắc thắng luôn ở trong ơn của Chúa. Chúa ban phước và sẽ gặp lại anh chị em. Chúng tôi ở đây và cầu nguyện cho đến người cuối cùng cần cầu nguyện, để chúng ta cùng nhau giúp đỡ, để có thể tấn tới và kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kia.